Xin chào anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời của Shop Junmin. Hôm nay bên em lại tiếp tục chuyển một số tấm pin mặt trời cũng như là các dòng máy biến tần Lock Power và một số pin lưu trữ để giao cho hai khách hàng. Một khách là ở Hải Dương và một khách là ở Hải Phòng mọi người nhé. Đây là những cái tấm 550W của Astro Energy anh em đang sắp xếp lên này. Và những cái tấm 445 của Long Z. 445 của Long Z thì em không còn nhiều nữa, sắp tới sẽ về 450 của Vsun mọi người nhé. Là những cái dòng pin nhỏ, những cái tấm công suất trong khoảng từ 400 đến 450W ấy, thì chúng ta đang có là 445 của Long Z, sắp tới thì sẽ là 450 của Vsun. Còn tấm lớn thì có 550 của Astro này. 550 Astro là kho Nghệ An nhé, còn kho Sài Gòn thì em có là 545. Thì thực ra công suất nó cũng chỉ chênh nhau có 5W thôi, nên là giá nó cũng không khác nhau. Giá em đang bán tại kho tấm này là chỉ 1.900.000 thôi cho cái tấm 550 tấm lớn. Còn sắp tới Vsun cũng sẽ có về thêm cái tấm 550 nữa, giá thì nó còn rẻ hơn cả tấm Astro, vì Astro là dòng pin nhập khẩu nên là giá sẽ cao hơn so với Vsun sản xuất tại Việt Nam. Xe bên em đang chuyển những cái tấm này lên này. Ở đây có một đơn về Hải Phòng, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tấm Astro 550W. Còn đơn về Hải Dương sẽ là 18 tấm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tấm. 16 tấm 445 sẽ về Hải Dương. Còn 12 tấm 550 sẽ về Hải Phòng. Thì anh em đang chuyển lên đây. Lát nữa sẽ có pin lưu trữ và máy biến tần nữa. Đây những cái tấm hôm trước quay chia sẻ mọi người này. Astro 550 về hàng. Bên kia là 445 của Long Z, không còn nhiều nữa mọi người nhé. Sắp tới nếu mà thay thế cho cái tấm 445 thì sẽ là 450. Nhưng của Vsun. Đây là những cái thùng tủ điện này. Tủ điện để bên em lắp đặt các hệ hybrid cho khách hàng. Trong kho này thì em đang sẵn các dòng biến tần hòa lưới bám tải của ThinkPower và Hypontech, đa dạng các phân khúc từ 3kg đến 10kg. Còn LockPower thì bắt đầu nhỏ nhất là bản SNA 5kg. Còn đây là những dòng SNA 6kg này. SNA 6kg thì thời gian này anh em đặt hàng rất là nhiều, bởi vì nó là một trong những dòng phổ thông, giá tốt và đầy đủ tính năng hybrid, bản nâng cấp mới nhất đã được trang bị thêm CT ngoài và bảo hành lên tới 3 năm. Đây là những cái tấm pin mặt trời. Một xe khá là đầy rồi, lát nữa sẽ phải chuyển thêm những cái máy biến tần cũng như là phụ kiện và pin lưu trữ nữa. Đây những cái pallet Astro này, để ngoài trời vừa mưa xong này, nhưng mà bên em bọc màng ni lông này rồi nên nó không ảnh hưởng gì cả mọi người nhé. Đây, Astro 550. Chỗ này em đang xây thêm, sẽ lợp chỗ này và để các tấm pin mặt trời nữa thì nó sẽ thoải mái hơn. Cái kho em đang làm đây, làm thêm chỗ này làm kho để từng này vẫn hơi chật này, vừa nới rộng thêm cái khoảng này vẫn hơi chật nên là đang làm thêm chỗ này. Trời vừa mới mưa xong mọi người. Đây, xe của bên em đây nhé, hai xe thường xuyên giao hàng cho mọi người đây. Những cái xe tải van này thì chúng ta giao đi vào tận nhà, thường đường nhỏ vẫn vào tốt, không bị cấm đường. Còn nếu mà xe tải lớn thì đa phần là trả dọc quốc lộ 1A thôi. Như hôm nay cũng có một chuyến gửi xe tải vừa mới lấy lúc trưa là trả hàng về Đà Nẵng, Quảng Nam thì trả dọc quốc lộ 1A thôi. Còn xe bên em giao các tỉnh miền Bắc thì có thể giao tận nơi cho mọi người. Hoặc là ở miền Nam thì bên em cũng có xe trung chuyển dạng xe van như thế này. Đây, pallet 545 là 550. Ở kho Nghệ An là 550. Một pallet có 36 tấm. Đây là pin Eco Plus này. Pin này anh em cũng đang lựa chọn đặt hàng rất là nhiều. Đây, kích thước khá là lớn mọi người nhé. Đây mọi người thấy này. Nó nặng cả thùng là 140 cân. Còn riêng cái khối pin như này là 120 cân nhé. Năng lượng lưu trữ là 14,3 kWh. Nó tương ứng với những dòng 280Ah mà bên em đóng. Nhưng mà pin hãng thì thời gian bảo hành sẽ lâu hơn. Pin hãng sẽ được bảo hành 2 năm cho phiên bản Eco Plus. Còn bản SVE Plus thì sẽ được bảo hành 5 năm. Và đặc biệt có bản Power Game Plus của Hina ấy, thì sẽ bảo hành lên tới 10 năm. Tuy nhiên thì giá thành nó cũng sẽ tương ứng với từng phân khúc bảo hành nhé. Ví dụ bảo hành 6 tháng 30 triệu, bảo hành 12 tháng thì sẽ là 32. Còn bảo hành 2 năm thì sẽ là 38, 5 năm thì sẽ là 48 và 10 năm thì sẽ là 58. Đó là từng cái mức giá tương ứng. Cũng là 280Ah nhưng mà chia ra nhiều phân khúc để tiếp cận từng nhu cầu của từng khách hàng khác nhau. Đây là khối Eco Plus. Xe khá là chật rồi, mặc dù người ta đóng như vậy nhưng mà bên em phải tháo cái thùng gỗ này ra này để riêng cái khối pin mới cho vừa với cái xe này.
là lát nữa sẽ cho lên xe Eco Plus. Khối này sẽ về Hải Dương. Còn Hải Phòng thì sẽ chọn bản Hina bảo hành 10 năm nhưng mà dòng 100Ah thôi, hai khối mọi người nhé. Modem là Hi5. Hi5 là bản gắn tủ nhé, còn Game5 là bản treo tường. Đây Hi5 này, hai khối này thì tổng là 200Ah. Đây về Hải Phòng của anh Nguyễn Văn Đức, còn khối Eco kia là về Hải Dương. Thỉnh thoảng em đang bị lẫn lộn giữa hai khách Hải Dương và Hải Phòng này. Nhưng mà chủ yếu trên xe đợt này có 28 tấm pin chia về hai khách như vậy. Đây của anh Nguyễn Văn Đức là Hải Phòng nhé. Cũng là máy LXP 6kg này. Còn máy dưới này về Hải Dương cũng là LXP 6kg. Đây là phụ kiện nhé. Để em xem khách Hải Dương đây. Thùng này là tủ điện, dây dẫn và phụ kiện để lắp đặt. Còn đơn này là Hải Phòng cũng tương tự như vậy. Đều là hai máy LXP 6kg cả mọi người nhé. LXP 6kg là dòng hybrid của Lock Power mà bản cao cấp ấy, bảo hành 5 năm. Còn phổ thông thì chúng ta có bản SNA 5kg và SNA 6kg nhé. SNA thì 5kg là bảo hành 2 năm và 6kg bảo hành 3 năm. Riêng cái phân khúc LXP này ấy, thì sẽ được bảo hành 5 năm. Có LXP 6kg, 10kg và 12kg. Đây, LXP 6K hybrid này. Đó, con này thì chạy tản nhiệt tự nhiên, không quạt gió, không ồn. Nhưng mà giá thành nó sẽ cao hơn so với bản SNA nhé. Hai khối Hina tổng là 200Ah. Đây là những dòng Power X này. Pin bên em, pin lưu trữ cũng đa dạng giá thành và tùy theo cái mức bảo hành để cho chúng ta lựa chọn. Ví dụ pin đóng thì sẽ có mức bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm. Pin hãng thì sẽ từ 2 năm, rồi 5 năm và 10 năm. Là tùy nhu cầu của từng khách hàng, bên em sẽ lên từng cái gói phù hợp nhé. Cùng là phân khúc như nhau nhưng mà ví dụ cùng chọn 280Ah nhưng mà có bộ giá nó sẽ chênh với bộ khác cả 20 đến 30 triệu đồng là do cái phần pin lưu trữ ấy. Pin lưu trữ có khách thì chọn mức bảo hành thấp thì giá thành nó sẽ thấp xuống, còn chọn mức bảo hành dài thì sẽ giá sẽ cao hơn. Những pin đóng thường như bên em cũng chia sẻ với mọi người, những cái bộ pin đợt này bên em đóng đó thì giá thành nó sẽ rẻ hơn so với pin hãng nhé. Pin hãng thì chúng ta đang có PowerX và Hina, rồi SVE 208. Đây là Eco Plus 280Ah nhé. Eco cũng đi liên tục. Eco là pin phổ thông, pin hãng nhưng mà lại pin phổ thông, dung lượng lớn nên là anh em cũng đặt khá là nhiều. Đó, như khối này đang sắp xếp để chuyển lên xe đây. Khối này là Hải Dương, khối này về Hải Dương mọi người nhé. Eco Plus này. Đó, khá là lớn, dài tầm khoảng 1m, gần 1m. Nặng 120 cân. Đây có các tấm pin mặt trời này, đó, những cái tấm 16 tấm 445 và 12 tấm 550. Đây là pin lưu trữ 208, trong kia cũng là 208 bên em đóng cho khách hàng. Đây là những cái ray nhôm phụ kiện để lắp đặt pin mặt trời. Hai khối về Hải Phòng. Phiên bản này khách chọn là bảo hành 10 năm mọi người này. Pin 100Ah thì chúng ta có pin đóng bảo hành 6 tháng và 12 tháng. Rồi pin hãng thì có PowerX là bảo hành 5 năm và pin Hina là bảo hành 10 năm. Hina cũng có tùy chọn 5 năm nhé. Nếu mà chúng ta muốn giá thành nó thấp xuống thì có thể lựa chọn cái bản bảo hành 5 năm. Nó cũng như vậy nhưng mà chỉ giảm cái thời gian bảo hành xuống thôi. Còn máy Hybrid Lock Power thì chúng ta có các phiên bản là SNA 5kg, này, SNA 6kg, LXP 6kg, LXP 10kg và LXP 12kg. Là những dòng Hybrid cho gia đình Việt Nam hiện nay. Đây là một số cái thùng vỏ pin bên em đóng cho khách hàng này. Đây, cũng đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều ở những cái video trước rồi. Sắp tới thì kho Nghệ An em sẽ kéo về thêm cả tấm Vsun 450W, giá tốt, khoảng tầm 1,5 triệu. 1,5 triệu là cho tấm 450W, giá khá là rẻ. Nó tương đương với cái tấm 200W. Đợt trước có cái tấm 200W đã là 1,5 triệu rồi. Tấm lớn thì giá thành bao giờ nó cũng rẻ hơn. Với cả giá pin mặt trời thời điểm này cũng đang rất tốt để anh em đầu tư. Còn kho Sài Gòn thì em vẫn đang duy trì hai dòng. Đó là Long Di 445 và Astro 545. Là những cái dòng pin mặt trời ở kho Sài Gòn mà anh em cũng lắp đặt và lựa chọn rất là nhiều. Còn em đang quay ở đây là kho Nghệ An mọi người nhé. Bây giờ là buổi chiều rồi, tầm hơn 5 giờ chiều. Anh em đang chuyển những cái tấm pin mặt trời cũng như là pin lưu trữ, máy biến tần và phụ kiện lên xe để giao cho các khách hàng ở Hải Phòng và Hải Dương. Các khách hàng ở các tỉnh miền Bắc thì hầu như xe bên em giao đến tận nơi được nhé. Kể cả những khu vực xa như Tuyên Quang, Bắc Cạn hay là Cao Bằng, Lạng Sơn thì xe bên em đều đã giao tới rồi. Kể cả như Lào Cai hay là Điện Biên thì xe cũng đã giao tới và có chia sẻ trên kênh rồi.
Còn các tỉnh gần gần như Hưng Yên này, rồi Hải Phòng, Nam Định thì bên em thường xuyên giao, hầu như tuần nào cũng có các đơn giao về các tỉnh miền Bắc. Còn các tỉnh miền Trung từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Nam thì thường sẽ gửi xe nhé. Vì là nếu mà xe bên em chạy nguyên chuyến thì chi phí khá là cao, nên là bên em sẽ ghép xe tải ghép trả hàng dọc quốc lộ 1A. Còn vào hơn nữa, ví dụ như Bình Thuận trở vào đến khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì bên em lại có kho hàng ở Sài Gòn. Kho Sài Gòn thì sẽ giao đến tận nơi cho mọi người bằng những cái xe kiểu như thế này, xe trong đó lớn hơn một chút, xe cũng là trung chuyển những cái tấm pin mặt trời như này. Hoặc là ghép xe tải thì chi phí nó sẽ đỡ hơn. Ghép xe tải thì thời gian lâu hơn một chút, còn đi nguyên chuyến thì sẽ giao nhanh hơn cho mọi người. Nhưng mà để mà đặt hàng thì mọi người cũng cố gắng là đặt trước cho em từ 3 đến 4 ngày nhé, để bên em sắp xếp. Ví dụ như pin đóng là cần phải có thời gian để làm rồi test nạp xả. Vào mùa rồi nên là anh em cũng làm liên tục, làm cật lực, mấy anh em làm vừa làm vừa test nạp xả nên nhiều khi không kịp ấy. Nên là chúng ta đặt trước giúp em. Nếu có ý định đặt hàng là nên đặt trước từ 3 đến 4 ngày. Tránh trường hợp mà đặt, ví dụ đặt liền mà muốn có luôn là khó. Nên là mọi người cố gắng nhé, đặt trước cho em từ 3 đến 4 ngày để bên em lên kế hoạch sắp xếp. Ví dụ như xong chuyến này còn có hai khách ở Hải Phòng nữa cũng chờ thi công. Em có đội thi công riêng, còn đội này là đội giao hàng và setup kỹ thuật. Và một số đơn như sắp tới sẽ về cả Bắc Cạn nữa này, rồi các đơn ở Hà Nội vừa mới giao xong. Đó, đơn hàng vào mùa rồi nên là cũng khá là nhiều. Mọi người cố gắng đặt trước cho em từ 3 đến 4 ngày để bên em sắp xếp. Và xe bên em giao thì khi nào giao thì sẽ báo trước cho mọi người tầm 1 đến 2 ngày để chúng ta có lịch chờ hàng. Khối này anh em phải bóc ra như vậy mới cho lên xe vừa này. Vì là để 28 tấm pin này là cái diện tích nó không còn nhiều nữa, nên chúng ta phải bóc cái khối pin này ra như vậy. Khối Eco Plus rất là đẹp nhé. Pin hãng thì người ta làm chỉn chu hơn so với pin đóng, tuy nhiên thì giá thành nó sẽ cao hơn nhé. Anh em nào cần sự chỉn chu và thẩm mỹ thì có thể chọn những cái dòng pin hãng này, có Eco Plus này, rồi SVE Plus và Power Game Plus, là những dòng 280Ah lưu 14kg, rất là phù hợp cho hệ thống hybrid hiện nay. Hiện nay thì giá pin mặt trời này, giá biến tần và pin lưu trữ cũng đang giảm rất là sâu rồi, nên là anh em đặt hàng lựa chọn rất là hiệu quả. So với các thời điểm năm trước thì bây giờ giá cả hệ thống nó sẽ giảm đi tầm khoảng 30 đến 40% rồi đấy, nên là đầu tư rất hiệu quả. Đây, kho em đang quay là kho Nghệ An nhé. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ năng lượng mặt trời Sunmin Solar, có địa chỉ tại xóm 7 Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An, cách thành phố Vinh 10 km mọi người nhé. Ở đây có một cái đường cao tốc Bắc Nam người ta đang làm đi qua này. Đi xuống dưới kia là thành phố Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cách đây 10 cây. Còn kho Sài Gòn thì chúng ta có thể qua Thủ Đức nhé, đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Thì kho Sài Gòn chỉ có một anh nhân viên kho ở trong đó, nên là trước khi đến mọi người có thể nhắn Zalo để bên em gửi định vị và báo trước cho anh nhân viên kho trong đó sắp xếp đón mọi người. Và liên hệ trước các số Zalo hỗ trợ kỹ thuật là 0382 124 123 và 0392 124 123 mọi người nhé. Bên em là Sunmin Solar, chuyên cung cấp các sản phẩm pin mặt trời, máy biến tần và pin lưu trữ, hỗ trợ setup các hệ thống điện mặt trời gia đình, hệ thống hòa lưới bám tải và hệ thống hybrid có lưu trữ. Rồi, video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.